Hello, xin chào tất cả các bác nha. Trên tay em đây là cây Shure KSM9HS ha các bác. Đây là cái hộp của nó các bác, nhìn hộp bằng nhôm ha, cực kỳ sang trọng luôn, giống như là một cái két sắt vậy đó. Mà thực sự nó giống như két sắt vậy các bác. Cái khóa nó có ổ khóa luôn các bác này. Để mở cho các bác xem. Đó. Thì Shure KSM9HS này là đây là model cao cấp nhất của Shure các bác ha. Cái hộp này có chìa khóa luôn này các bác ha. Đây, chìa khóa đây ha. Và đây nhân vật chính của nó. Cây Shure KSM9HS ha. Thì cây này nó gần như mới luôn các bác. Như mới luôn nha. Đây, các bác có thể xem trên tay mic đây ha. Như mới, không có một vết chày nào hết các bác. Đây ha. Nãy giờ em ngồi soi cho em không thấy một cái vết xước nào. Nên là đảm bảo các bác thì này nó cũng đẹp khoảng trên 99% đó các bác. Ha. Nên về độ đẹp thì các bác cứ an tâm là sẽ đẹp xuất sắc. Trên 99% luôn. Nói chung là em soi nãy giờ em không thấy một vết xước nào hết. Nên là độ nguyên vàng của nó là gần như là như mới, như đập hộp ha các bác. Rồi tất nhiên là những cái dòng cao cấp này thì người chơi, người sử dụng người ta cũng giữ gìn rất là kỹ ha. Các bác lưu ý là KSM9 và KSM9HS thì trên thị trường nó hàng nhái hàng giả rất là nhiều ha. Và cái cách phân biệt dễ dàng nhất đó là mở cái nắp côn này ra. Đấy. Và nhìn thấy cái cần gạt này là ok. Đó. Còn hàng nhái hàng giả thì nó không có làm nổi cần gạt này. Và đây cũng là trái tim của cây mic này. Đó là trên cái cây mic này nó sẽ tích hợp hai công nghệ bắt âm khác nhau ha. Nên là mình gạt qua gạt lại thì gần như là mình có thể trải nghiệm được hai chất âm khác nhau trên cùng một tại đầu mic này. Đó, đây là đặc điểm đặc biệt nhất trên cây KSM9HS ha. KSM9 thì nó cũng có cần gạt nhưng mà cái đầu mic khác ha. Còn cái KSM9HS thì đầu mic khác. KSM9 và KSM9HS thì nó có cùng một cái đầu này nè, đầu Super Caroid này. Còn thằng khác nhau chỉ là cái đầu mic phía bên tay trái bên đây ha. Cái thằng KSM9 này không có cái đầu kiểu này. Rồi, cây này thì gần như mới nha các bác. Giá của cây này là... Giá của cây này là 12 triệu rưỡi các bác ha. 12 triệu rưỡi ha. Đẹp xuất sắc như mới nha các bác. Giá là 12 triệu rưỡi. Rồi, đảm bảo các bác là tất cả là hàng nguyên rin, xịn ha. Đảm bảo, đặc biệt là đảm bảo chuẩn xịn ha các bác. Vì thị trường hàng nhái hàng giả rất là nhiều. Nhưng mà thực tế thì các bác nhìn trên côn thì các bác đã biết cái nào là nhái, nào giả rồi. Rồi ha, cái này là 12 triệu rưỡi. Các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với em ha. Em sẽ để số điện thoại của em trên phần mô tả của video. Các bác lưu ý là giá chưa bao gồm dây ha các bác. Dây thì là 700 ngàn, một sợi dây Karane dài 5m và hai đầu jack Neutrik. Các bác lưu ý là tất cả dòng mic cao cấp đều sử dụng là nguồn 48V hết ha. Nên là các bác nào xài vang số hoặc là âm ly thì mình phải cắm qua một cục nguồn bantom 48V. Cục nguồn bantom thì giá là 500 ngàn ha. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.